Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024, đến nay Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đã phê duyệt 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp. 5 dự án này được triển khai tại thị trấn Cát Tiên và các xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, Tiên Hoàng, Gia Viễn. Đối tượng tham gia các dự án là nhóm cộng đồng dân cư hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Các dự án thực hiện hỗ trợ 40 hộ mua bò cái giống sinh sản và 4 hộ heo giống sinh sản theo hình thức nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí mua con giống, các hộ tham gia đối ứng 40%. Các nông hộ trên đều là hộ nghèo hoặc cận nghèo. Ngoài những hộ tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ dự án, mỗi nhóm cộng đồng dân cư còn có sự tham gia của một hộ làm kinh tế giỏi, là người đại diện nhóm cộng đồng và không hưởng lợi từ dự án. Người đại diện này sẽ tổ chức thu hồi 5% vốn quay vòng của tất cả các hộ tham gia dự án, tổ chức bình xét, luân chuyển vốn để mở rộng phát triển sản xuất, thu nộp ngân sách nhà nước khi kết thúc dự án và hỗ trợ các nông hộ khác về kỹ thuật sản xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các dự án này là gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện phân bổ.